nghệ sĩ lô tô chuyên nghiệp thì tại sao chị lại không giữ được tinh thần của mình trên sân khấu và để mắc cười như vậy? tại vì mắc cười nó cùng nó đi theo lưng cô chưa cười. Hết đâu quý vị khán giả, còn nhiều khi chị mắc cái khác đều đứng là sao biết hết. Chị làm một cái cơn gió em biết hết này không nói. Mất gì? Tại sao? Trả lời đi. Tại sao chị không chuyên nghiệp? Chị mất gì? Chị mất gì? Em ơi, cái đó là ai cũng bị hết trơn á. Chứ phải ghi một bệnh nhưng mà quan trọng là đang ngồi trên sân khấu. Tại sao? Chị trả lời đi. Thì chị cảm thấy là mấy đứa ngoài sao mấy đứa tấu hài vui. Chị nghe cái chị mắc cười. À, thì ra là chị mắc cười tét. Mắc cười tét. Không, chứ sao? Không tin hỏi đi coi gì coi. Thôi vậy chị cố gắng chuyên nghiệp lên okay, nè. Ok rồi, mấy đứa không có nói cùng nó đi nha. Rồi hát một bài sôi động nè. Kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị giờ số tiếp nha. Vô. Mây đi ra bạn sao rồi, coi như gì không. Hai người là cái thằng hai
24 tuổi á. Rồi đất ơi, 24 tuổi rồi. Từng hiến kể rồi, đi ăn đi. Rồi kính thưa quý vị, con số 8 vừa điểm kêu qua theo tín hiệu thì em đã thấy có hai chủ nhân đoạt giải ha.